Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Lực Tàng TV. Tiếp tục những thông tin về tình hình truy bắt và tiêu diệt Tuấn Khỉ trong vòng 50 phút. Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết quá trình bắt Tuấn Khỉ liên tục chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát. Đối tượng đã bắn 3 phát, trong đó chỉ có 2 phát đạn nổ. Chiều ngày 14 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc truy bắt Tuấn Khỉ, tức Lê Quốc Tuấn. Đối tượng nổ súng ở sòng bạc khiến 4 người bị thương vong. Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, bị tiêu diệt vào hồi 22 giờ 15 phút tối hôm qua tại ngôi nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tiếp giáp tỉnh lộ 15, phía sau mặt đường phía sau tiếp giáp với con rạch. Trong khuôn viên này có một số công trình, có nhà hoang, địa hình rất phức tạp. Tối 13 tháng 2, cảnh sát tiến hành tập kích bí mật, sử dụng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm để truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy bắt, đối tượng liên tục chống trả và quyết liệt tìm cách tẩu thoát. Đối tượng đã bắn 3 phát, trong đó chỉ có 2 phát đạn nổ. Theo Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, về việc truy bắt nghi can Tuấn, công an đặt ra nhiều yêu cầu, truy tìm phát hiện, xác định đúng đối tượng truy bắt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và các thành phần tham gia truy bắt. 3 yêu cầu đó đều đã được thực hiện, việc truy bắt được tiến hành không quá ồn ào. Có ý kiến cho là hàng trăm cảnh sát nhưng không phải, chúng tôi chỉ sử dụng lực lượng tinh nhuệ, xử lý nhanh trong vòng có 50 phút. Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Về khẩu súng mà Tuấn Khỉ sử dụng gây án ở huyện Củ Chi, Đại tá Quang cho biết, công an bước đầu đã xác định không phải của lực lượng công an. Sau khi vụ án xảy ra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cho kiểm tra tất cả vũ khí, kết quả không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn. Đơn vị đang tiếp tục xác minh nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn Khỉ sử dụng. Đối với hình ảnh thi thể được cho là Tuấn Khỉ bị tiêu diệt lan truyền trên mạng xã hội, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang cho hay hiện Công an thành phố và Bộ Công an chưa cung cấp bất kỳ hình ảnh nào. Lãnh đạo Công an thành phố đề nghị các cơ quan báo chí đăng tải hình ảnh này mà không được cung cấp chính thống thì gỡ xuống. Cuối cuộc họp báo, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Sĩ Quang cho biết thêm hiện Công an chưa khám nghiệm xong tử thi và hiện trường. Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới báo chí nếu có tình hình mới. Công an thành phố Hồ Chí Minh giải thích lý do phải tiêu diệt Tuấn Khỉ. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nói rõ về quyết định tiêu diệt Tuấn Khỉ trong cuộc vây ráp tối ngày 3 tháng 2. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang khẳng định đối tượng rất hung hãn, chống trả đến cùng nên chúng tôi quyết định tiêu diệt. Cụ thể theo phát ngôn của người đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc họp báo chiều ngày 14 tháng 2 thì lực lượng ban chuyên án bao vây vị trí ẩn nấp của đối tượng Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn Khỉ hay Tuấn Thỉ, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, vào tối ngày 13 tháng 2 tại căn nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Ban chuyên án sử dụng lực lượng tinh nhuệ nòng cốt là cảnh sát đặc nhiệm của cuộc vây bắt này. Theo Đại tá Quang thì ban chuyên án đặc biệt đặt ra 3 yêu cầu cơ bản. Thứ nhất là phải khoanh vùng, xác định vị trí cụ thể của Tuấn. Thứ hai, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh. Và thứ ba là đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt. Đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin rõ, lực lượng tinh nhuệ của Công an thực hiện nhiệm vụ vây bắt trong tối ngày 13 tháng 2 thực sự không ồn ào, không đông người và tập kích bí mật. Tuy nhiên Tuấn Khỉ liên tục chống trả quyết liệt, tìm đường thoát thân. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang cũng thông tin rõ, lúc bị bao vây, Tuấn Khỉ từ trong nhà nã 3 phát đạn ra bên ngoài, nhắm vào lực lượng vây bắt. Nhưng có 1 viên đạn lép, 2 viên còn lại phát nổ, nhưng không gây ra thương tích cho ai. Chính vì sự hung hãn, chống trả bằng súng đến cùng nên lực lượng cảnh sát đặc nhiệm hiện trường đã nhận lệnh tiêu diệt Tuấn Khỉ. Và sau hàng loạt phát súng vào những vị trí yếu điểm, Tuấn Khỉ đã tử vong tại chỗ. Ngay khi ập vào, công an đã thu giữ khẩu súng AK cùng 9 viên đạn. Ngay cạnh thi thể Tuấn Khỉ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn Khỉ sử dụng gây án, vai trò của những người liên quan cũng như tình tiết khác trong vụ án gây chú ý dư luận.